Anh bị công an bắt bao giờ chứ anh? À, đi mẹ mà kể đến công an thì được. Thằng Phù, ôi thằng họ hay nhở? Đéo họ họ Phù à? Ôi thế ai bị Phù à? Phù Băng Tường, ôi ôi tên thằng bé này căng nhở? Mặt thì là học sinh ấy mà họ tên quả căng nhở? Phù Băng Tường, ui Phù Phù Băng Tường, ui. Thế mà chuyển sang mình thành Phù Băng Long nhở? Đi mẹ đi đâu ai gọi là Long Bang, ui. Nghe là độc luôn, nghe nó hộ ái luôn. Nói về công an bắt thì ngày xưa anh bị quả đầu tiên bắt là à kể kể quả đầu tiên này. Quả đầu tiên là quả quả này không phải là bị công an bắt. Quả này là đi sấp ba, đi UARS đèo con vợ toàn Tây Tạng, cả cả người yêu đó ấy, là vợ cũ của nó đấy. Úp 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 viểm quả nhá, đi mẹ mày tròn 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 như chữ C luôn, tròn tròn đúng ngại luôn này. Mà cái đoạn đấy nó lại có cây cho nên là thành ra nó bị khuất tầm nhìn, đéo nhìn được đoạn đấy vỉa, là cứ vào là đi mẹ về bên A dê vắt chân của ông. Ngày xưa đua là chân phải dơ này này đấy, nó mới củng hệ hai đèo con vợ đấy đâm. Thế là mình vào vỉa phát thì đúng lúc có con vợ đấy, là con vợ đấy, hai con vợ đấy là một ông chú và một ông con chắc từ quê lên, đéo biết đường lại đi ngược chiều. Ui ui, hai xe đấu đầu vào với nhau, hai xe đấu đầu vào với nhau nhá, đột phát cái ngực của anh đập một phát mặt bàn thờ, đập đột phát nhảy uể ngã xuống nhá. Xong mắt cảm giác đúng như kiểu địt mạ mày bị cái kiểu như là cái phim gì ngày xưa có con cáo ấy nhở, phim hoạt hình ấy, đéo phải chip vào đêm, cái con gì nhở, con sói ấy, ui sao nó hiện lên đầu, nó quay này mà ui thằng toàn vò thằng toàn Tây Tạng nhảy xuống nó đuổi nó đánh. Địt mạ mày về sau của tay của mình bị lệch khớp, bị lệch khớp ở đây này. Nhưng mà nghĩ nó đơn giản thôi, hai con vợ xuống, con vợ này xuống, con vợ để xuống lại đền mà đền 50 với sao hay đền 100 ấy. Đi mẹ ra cái con người yêu toàn vở nó, để biết gì nó nhận. Vãi lộn vào nó mua cho anh cái salabat, xong nó cái salabat dán phát vào tay này. Xong nó đi mua thêm 3 cốc trà sữa. Hết tiền luôn. Vãi lộn. Thế là về cái tay mình bảo đi mẹ em đấy, hiểu sao mấy ngày vẫn đau. Về đấy là mẹ chiến lại và cho đi vào bệnh viện để bó bị lệch khớp mà. Ok cường ơi. Quả đầu tiên quả bị công an bớ, bị sự bớ, bị sự nhá hình sự cải trang ấy. Hôm ấy là bị 4 ông hay là 6 ông bị bắt ngay ở đầu đê nhà anh, nhà Trần Quang Khải này. Hôm ấy ai đèo nhà mình đèo tóc vàng đi mẹ mày, ngày xưa còn tóc ngày xưa nhá, tóc ngày xưa đéo để kiểu chắn bùn đâu, để cái mái kiểu gáy kiểu đuôi cá dài nha, dài đến tận đây mà. Ui đi bắt đầu vót đoạn này, bắt đầu búi vào nó bay lên. Thế là đi với con vợ toàn vầu thì hôm 12 thằng đéo đội mũ, mà không những đội mũ lại còn đi xe của thằng toàn vầu, lại còn không biển, lại còn không giấy tờ, không bằng. Mà cái xe của toàn vầu đấy lại là cái xe gì nhỉ, xe lậu. Có nghĩa là con UA ngày xưa dụ 14-15 triệu ấy, nhưng mà đợt đấy anh nó mua có 3,5 triệu thôi, trả giấy tờ trả đéo, đưa chìa khóa là xong xe rồi, đi không biển. Ha, mình đi đến đoạn hàng đậu, mình đi đi lấy tiền hộ bà gì. Ha, đi đến đoạn hàng đậu ấy, ở hàng đậu mình đã nhìn mà đi mẹ cái thằng cha nó cứ nhìn mình thì đéo đấy nhở. Thế là đi đến đoạn kia có đèn đỏ mà vướng đèn đỏ đéo lên được, bắt con mẹ mà luôn. Ui hai ông to nhảy xuống vỗ đầu xe xuống, mình quay ra phát hai ông sau luôn, hai ông đằng sau lục cốp, mở cốp ra thấy một cái tôn vít, bảo bọn mày đi đâu đây. Bọn cháu đi ăn trưa về ạ. Lên xe, ủa quát mà. Thế là đéo biết toàn vỏ đợt đấy có bị ăn đòn không, toàn vỏ bảo không bị ăn đòn, nhưng mà anh thì bị ăn đòn. Nó cho anh ngồi lên đằng một ông lại cho anh ngồi lên đằng trước ấy. Thế là có một ông hàng xóm mình đi qua đoạn đấy, mình bảo ôi chú ơi về bảo mẹ cháu nhá, làm đột phát tai luôn. Ui đi mẹ mày ông sụ đoánh đòn, đúng là đòn kiểu nghề ấy. Quánh một phát mang tai mình, ôi đi mẹ mày, ông kia nhìn thấy xong vẫn về bảo mẹ mình mà. Thế là mấy con vợ đấy cho mình vào phường Buồng và hàng Buồng. Thế là lục điện thoại thấy tin nhắn gì nhỉ, vợ dậy chưa, dậy đi học chưa, anh yêu vợ nhiều, chúc vợ ngủ ngon chụt đấy. Thế là con vợ sự kia nhìn thấy mình có nhắn tin đấy, mày bảo mày nhắn tin gì đây. Mình vào mình vẫn nhân nhân, đợt đấy mình bị bắt mình vẫn nhân nhân, mình vẫn cười mà, tại vì mình nghĩ là mình không có tội gì cả, mình chỉ mỗi là không đội mũ thôi.
Thế là con vợ sự đấy bảo mày cười, mày mày có thích cười không, chú đùa với mày đúng không? Ui nhờn không ai, chú đùa với mày đúng không? Xong bắt đầu vào lục, nó bảo tin nhắn gì đây. Ê, thì bây giờ cháu lớn này cháu phải có tình yêu chứ, chú lại hỏi, chú cũng nhìn hôn chụt chụt kìa đấy. Mà trong điện thoại mình đợt đấy chả có về liên quan gì đến đồ đạc hay là cái gì à. Đấy, chả chả liên quan gì đến đồ đạc hay gì cả. Đấy, thế là toàn vở ông sự kia ông bảo đéo nhỉ. Cho một thằng vào trong đi. Mình nghĩ ngay trong đầu là vào nó kỉnh, đít mạ một cái ôi ôi. Mình vào đấy bảo chú ơi, chú đừng đánh cháu. Cháu bị bệnh ấy, chú đừng đánh cháu, người cháu gầy đét này, chú nhìn này, chú đừng đánh cháu. Thế ông kia bế con mẹ toàn vở vào trong phòng vệ sinh. Toàn vào để biết vào để có bị làm sao không, về bảo không tao không bị làm sao cả, nhưng mà chắc là cậu cũng bị ăn kỉnh tí hiểu không. Thế là gọi bố mẹ với cả gọi phường giếc ở công an hộ tịch đoạn nhà mình lên á. Thế là gọi lên dừng phạt mất 400-500, xong rồi đi về ôm mẹ, mẹ chế mẹ lên, mẹ nhìn mẹ tưởng mình địt mạng mình như kiểu mình vừa giết người hay sao, bà lên mà khóc oang hết cả lên, không đội mũ có làm gì đâu. Nói chung là ngày xưa anh cũng nhiều quả, đi cùng toàn vổ xòe mãi lộn, nhiều quả xòe má ơi luôn, chân tay vẫn đầy sẹo. Chú Long tranh thủ check y tá à, dưa hà mi. Úi dồi ôi, cháu ăn mặc chủ quan thế kia, cháu đi gọi chú là chú thì làm ăn được cái gì nữa. Ăn mặc chủ quan thế kia mà lại gọi chú là chú thì làm ăn được cái gì nữa. Quần áo mình chưa bán đâu bạn ạ, đang dịch như này với cả mình nghỉ mất 1 năm rồi, đợi hết dịch bắt đầu dần dần mình mới bán lại. Nói chung là nói chung là nhiều 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 quả buồn cười á, nhiều quả đi xe ngoài đường đánh nhau cũng buồn cười. Lên chứ thì lên, bà đã khóc lóc và ầm ĩ cả lên, cả 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 cô ấy lên. Úi dồi ôi, tôi bảo là nó không nghe thôi, nó cứ đi chơi đêm hôm này, nó cũng đội mũ này lọ gì đấy, phạt thôi mà, thế mà về nhà tí vẫn đòn ấy. Toàn vẩu bị bế vào nhà vệ sinh mà, nhưng mà đéo biết toàn vẩu vào. Ui, toàn vẩu ngày xưa nó gầy như anh luôn, mồm nó địt mẹ mà hóp lại, mình thì cũng gầy rồi nhưng mà mình không đến nỗi hóp như nó. Anh Long biết đặt linh lý làm dầu khí bên Đông Anh không? Anh không biết em ơi. Lần đầu anh đi xăm anh xin mà. Lần đầu thì xin xăm trước ngực thôi, bảo con xăm đổi vận, xong dần dần con kéo đây cho đẹp. Không có làm lốt bên này mọi người không biết. Dần dần thôi. Trước thời đỉnh cao anh Long liver hơn 20.000 người xem. Hình như là thời đỉnh cao cũng không đến đâu em ạ. Không đến 20.000 đâu. Kể chuyện đánh nhau qua, đánh nhau thì có cái gì hay đó đâu mà đánh nhau. Ui, ngày xưa anh có đi bênh đầu không? Bênh quá luôn. Cái thằng mà hay comment chơi với anh ấy là thằng Đại Đại Dương ấy. Ui, xưa. Địt mẹ mà đèo bênh đầu nhá, lửa bô nhá, phải 3-4 phát luôn. Cứ dỗi dỗi hai anh em đi đi mà, nó đi đi mà bênh nhá. Anh ấy ôm ở phát địt mẹ mày đang lửa bô, két cái ui. Cái cảm giác lửa bô mà ấy nó thích nhở. Nó kiểu bị hụt hẫng ấy, cảm giác ngồi sau bo xe bên đầu thôi má ơi luôn, sướng luôn. 7.800 người xem, 7.900 người xem mà không yêu được con vợ đâu nhỉ. Anh kể về thời đi với gái đi á. Anh bị 141 bắt bao giờ chưa? Hôm kia vừa bị bắt xong chưa? Mùng 1 anh bị bắt là trong nhóm vẩy khế cùng Long Xanh anh đăng suốt đấy.
Mùng ngày 30 của ngày 30 vừa rồi, 30 vừa tháng vừa qua nhá, bị bắt một quả ở Tràng Tiền. Sang mùng 1 phát lại bị bớ. Sang mùng 1 lại bị bớ luôn, lại bị bớ ở ở chân cầu Trương Dương luôn. Bớ nhờ bớ bớ liên tục luôn mà. Hôm kia anh đi vượt đèn đỏ ở ở ở đâu nhở? Ở Nguyễn Huân bị bớ luôn. Ôi em ơi, ngày xưa anh đua, anh đua anh ngày xưa anh đi đua, anh có phải là dân tổ đâu. Ngày xưa anh đi đua gọi là mình chỉ gọi là kiểu tôm tép ngồi sau các anh, cả ngồi sau mấy đứa em, mình ngồi sau thôi, chứ không 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 có chuyện lên dẫn, không có chuyện đèo một người đi đua. Đi mẹ mày, tay lái tay mày tí đèo úp má ơi luôn. Nhớ Huyền Sạc không? Giờ đéo biết ở đâu rồi nhở, anh bị bắt liên tục mà. Anh dai bị trấn lột bao giờ chưa? Anh bị trấn rồi, trấn bị lừa con mẹ mất cả cái xe đạp ấy.